Bằng xã làm gì đây? Tôm. Rồi nay mình xin chào cả nhà nha. Nay chắc này mình đi mua bánh xèo cả nhà ơi. Này cô chủ bán bánh xèo. Ai ăn thì đặt bánh xèo nha. Giao tới chỗ. À, từ Cần Trứng ra xuống tới Dân Thành ai đặt alo chiên cho mình ít cái rồi mấy cái chục cái đi chờ chút đi chắc mày chuẩn bị chiên tôm rồi với thịt. Thì gió mắc che lại bịt bụ rồi. Đâu? Ngốc hả ông chết là gì rồi? Nghe nghe mày chết gì? Đây có bán chiên bánh tay yến rồi nữa nghe. Ai ăn bánh? Bánh xèo 15.000 cái mãi vô. 15.000 cái. Ừ. 15k cái ship tới chỗ luôn nghe. Từ Cần Trứng xuống Dân Thành. Đây ăn vì đặt hàng. Đây rau cải. Rau cải này bánh xèo nhờ rau cải với nước mắm. Với bánh xèo nữa cái chút. Chứ phải ngon bánh xèo không? Dạ ngồi nữa. Quá ngon cả nhà ơi. Xong một cái. Ôi bánh xèo chiên rồi đây. Lúc này mấy anh em nhập nhập tiệc. Thèm hay không rồi. Cái mâm rau nè. Buổi chiều. Nay nha ăn bèo ơi. Nó vừa nhậu mà vừa ăn luôn nha cả nhà ơi. Hồi này nhậu nhậu ăn no luôn nè. À, bánh xèo miền Tây. Vô. Vô. Rồi, mời cả nhà nghe. Mời cái nhà ăn bánh xèo khỏi uống rượu để mời cả nhà mình uống cái bánh xèo là nhờ nước mắm nha cả nhà ơi. Xèo miền Tây ai ăn thì đặt hàng em nó làm nghe. Chan nước mắm vô đây trước đi mình ra trước đi
Anh không chè nước mắm vô rồi. Đâu vậy? Tôi phải chè nước mắm vô chén chấm. Chè nước mắm vô chén à. Quên nha. Quên cả nhà. Cái đây. Ăn lộn trộn quá, cái thằng này ăn nhiều thằng kia hết. Mời cả nhà uống đi ngủ trước đi ăn sao. Thì ngủ đây đi, chú ơi. Chấm nước mắm vô vậy nè cả nhà ơi, ăn nha. Con ngủ uống nhiều một cái nó nóng cho tới ruột luôn. Xe này ăn mình làm 4 cái nữa sẽ 5 cái được. Bánh xèo miền Tây vừa đói nữa. Vô mà cả nhà nghe. Mời cả nhà. Bánh xèo mà cải bẻ xanh thì ăn mới ngon nha cả nhà. Đúng rồi. Nồng. Ngon. Tùy theo cái người thích nữa. Cái lá gì, lá cắt lồi hay lá cách? Cắt lồi. Cắt lồi ăn cũng im lắm á. Với ra sinh viên luôn. Với cái đọt đọt xài non nữa cả nhà. Xài non, đọt cốc rồi. Với đọt cốc rồi đó. Đọt cốc, non rồi. Với lá gì mà lá ở Đà Lạt đó đem về á. Lá tí tô. Lá tí tô hả? Ừ. Trong trong quán xe nó có bán lá tí tô. Có lá thì phải có. Còn lá đi chén không? Lá tí tô là nhĩ trong có đó. Mời cả nhà nghe. Mời đó đâu. Nó thú vịt vậy. Người kêu vậy người kêu khác. Mấy cái này ở Đà Lạt lên về còn ăn bánh xèo phải bóc vậy nghe cả nhà ơi. Ăn mới ngon chứ không? Không. Cái đó là nó chịu lạnh. Chiên tôm với thịt nhóc luôn. Tôm bạc. Này. Mời cả nhà. Nay đi vắng hết trơn rồi, còn mấy anh em à, còn ba anh em à. Cái chiều làm cho vắng răng rồi cả nhà chứ mần kéo lú quá đuối rồi. Với miền Tây này giấc chiều cũng buồn lắm. Mùa trướng này. Gần Tết rồi. Biết giàu à, buồn không? Mặt không kết liền. Gần Tết mà không có tiền. Ừ, gần Tết là không có tiền, ngộ. Phải không? Gần Tết hả? Tiền ngộ. Ngộ vậy. Bằng lúc đám mình bằng. Thế mà quanh năm xuống tháng tới Tết cũng rơi hết tiền rồi. Ngộ. Mình nói một năm có 12 tháng à. Mà tới cái năm dần tới 13 tháng mà nó bằng cũng không dư. Mình cũng dư luôn à. Thì sắm vàng hết rồi. Vàng á. Tụi hỏi ông nói không có không à. Mà không mua xe. Chiến hôm qua cũng ra đây nói nữa. Ừ. Không có không. Là không có không mà mua xe. Nghe nói mà nó cười chọc anh. Cái bà tham quá trời. Anh tiền đặt lú không rồi mới sắm du lịch tới cả nhà ơi. Chỉ cái 4 chỗ hả? À? 3 mấy hả? À? 300 mấy hả? À? Anh xèo phải bóc kìa nè. Mới đặt có Mercedes hả? mới đặt có 3 năm mà phải đặt được 4 năm là quất 7 luôn hả? Ừ. Này có 4 à. 4 mà chở được có 2 à nghe. Con xèo chở lú. Vô. Chị kỳ quá mới cầm một cọng cải vô. Vơi gói một chút à. Cái này còn nóng lắm rồi. Trời. Thì mấy đứa khỏi mua cải này cũng được. Cải bánh xanh nhiều rồi tao con. Cải này để ăn dở rồi. Bây giờ cải này em gói cái bánh xèo nó không được. Nó mềm mèo à. Không được nhưng mà nó không ngon bằng cải bánh xanh á. Cải bánh xanh nó nồng. Em mới trồng được cây cốc nó có bà cao đây. Ở nhiều quá em bẻ. Chứ không có gì mà cải bánh xanh này mang mấy cái cải này gói không được nữa, nó nhỏ. Tại sao? Mình ăn là mình ăn bự không à.
chủ yếu là ăn no đi. Nước mắm ngọt. Không, cả nhà phải cho nhậu một chút. Thế rủ anh Tiền ăn mà anh ta không có rượu, ngủ không được nha cả nhà. Không phải anh Tiền không, mình nữa nghe cả nhà. Chiều không có rượu mà ngủ không có được. Chiều làm liên xương vậy mới dễ ngủ. Uống rượu về quả à. Được. thiếu vậy á, thiếu nằm lộn qua lăn qua lộn lại hả? Để phải chiên, để người hai cái ai ăn hết trước thì được thưởng. Chắc ăn thua quá. Phải nóng rồi hết chiên rồi. Được, giao trước có mấy cái à? Mua mấy cái. Em đặt tới chục cái lần mà mới giao có 6 cái 7 cái gì hả? Giao cho mình ăn trước. Nóng. Đây là chị bánh xèo tôm thiên nhiên không ạ cả nhà. Tiên chiến vậy không cày luôn đó, chạy chai mày đi nó dở luôn. Cải bè xanh ngon quá. Sáng là thấy xe bắt chó nó chạy ngang, nó có đi theo không? Thằng thân thì chứ. Thầy. Dạ anh Chiến, kiếm Chiến. Chọc. Kiếm chồng mà khỏi ngại. Nó đi đâu sáng giờ không? Sáng qua bên nhỉ xóm lắm mà. Không có quà. Sáng qua. Đó, sáng gần cà tao thấy này. Vậy là qua trễ. Chở ổng đi đúng dỗ. Nắm hết trước quá. Ôi dốc luôn. Giờ nước mắm yếu quá. Nước mắm mình hấp đại đi Tiền. Hết rồi lấy nước mắm kìa. Uống nước mà. Nó ngon xào mình. Ở miền Tây sống như cả nhà vui vẻ vậy. Anh em rất chịu chiều cái mình sĩ nghệ sĩ. Món xào này giờ thể chịu dơ rồi, dơ tay lắm. Không xào phải bóc rồi, không bóc cũng. Trời đâu vậy? Lu lu. Vô anh tạm thôi. Bơi. Bơi chứ không chạy bơi. Vô. Qua hả? Nè. Qua đây nè. Máy giao điện không được. Giao điện không được. Đừng quay á. Vô rồi hả? Vô. Ủa sao thấy ăn bánh xèo gì mà sao? Làm đi. Cái đấy hả? Đấy chưa đâu, nước chưa gồng á. Cái gì? Ăn nhiều thấy rau không thấy bánh gì nữa vậy? Trời ơi bánh. Chán rồi. Ta chưa giao ra hết mà. Đây ấy đây phối con có rột quá rồi no. Làm cho cái thôi. Làm nhiều cái vậy cái làm. Cút về ly đi. Về ly đi. Cút về ly đi, lát xỉn chạy về luôn khỏi khỏi cài. Để tao cài một bữa đi, rồi đặt tôm thấp. Có nghêu à? Được nghêu không? Ừ, có nghêu kìa. Nói tiếng máy ra ngoài. Không biết. Xèo ta ai ăn đũa, ta bóc ta. Ta bóc ta bóc nó ngon với đi ăn đũa gì trời. Chết của bà Năm ngoài. Bà Năm nào? Năm đầu cầu á.
Dậu. Ôi. Thận. Mời cả nhà ăn cho bò nha. Nhìn bà Năm giữ nhiều tỉnh. Tuần bé. Gặp đi anh Tèn. Còn nói chứ quay cái video cũng lấy à, giờ tắt máy cho anh em ăn đi. Rồi cũng cảm ơn cả nhà ủng hộ coi kênh của Tội Nhân Hải nha. Mấy anh em xin chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà.